Xin chào tất cả các anh chị và các bạn, mình là Đài Nguyễn. Hôm nay mình muốn vào bếp để làm cái món là miếng măng gà nấu với nấm. Thì nguyên liệu của mình gồm có một con gà khoảng hơn 1 kg, là gà này gà đi bộ. Và đây một củ cải trắng, 2 củ hành tím, một nửa củ hành trắng. Và đây là mấy củ gừng với lại một số tỏi và 3 trái ớt. Miếng đậu xanh. Và đây là măng tươi, mình không có nấu măng khô. Tại vì ông xã ổng không có ăn măng, mình có một mình ăn, thành mình nấu có 3 củ thôi. Chủ yếu là mình nấu với nấm. Đây có 2 loại nấm, nấm Mỹ với lại cái nấm mà nấm đùi gà, mà cái loại nhỏ nhỏ đó. Thì mình đã ngâm muối và rửa sạch sẽ. Gà mình cũng đã chà xát muối sạch. Ở đây là hành và rau răm. Bây giờ mình vào bếp để tiến hành nấu cái món miếng gà nấu măng với nấm. Bạn sẽ cùng vào bếp với mình nha. Mình đã có một cái nồi nước đang sôi, bây giờ mình sẽ bỏ 2 củ hành tím này vào. Mình bỏ vào để mình luộc gà, với lại đây là cái củ gừng. Mình bỏ 2 cái này vô là gà nó rất là thơm luôn á. Nước đang sôi rồi, bây giờ mình bỏ con gà này vô mình luộc luôn nha. Cái nồi này mình bỏ khoảng là 3 lít rưỡi nước, mình luộc con gà này. Bây giờ cái nồi gà này mình sẽ luộc trong vòng 25 đến 30 phút nha. Tại con gà này nó nhỏ lắm, thành ra là mình luộc nó cũng rất là nhanh. Bây giờ mình vớt bọt nha, cho nước nó trong. Mình bỏ một muỗng canh muối, mặn mặn nó thấm cho con gà chút xíu. Rồi mình vớt bọt. Mình canh mình luộc khoảng 25 đến 30 phút đi. Thử gà chín chưa ha. Rồi bây giờ trong cái thời gian mình luộc gà đó, mình đi xào cái nấm này với lại cái măng. Mình xào mình để sẵn đi, hồi nước gà mà gà nó chín rồi đó, thì mình sẽ cho cái này vào mình nấu, tại cái món này nó cũng nhanh lắm. Bây giờ mình chuẩn bị mình xào nha các bạn. Mình cho một muỗng canh dầu ăn nha. Và mình xắt một ít hành tím với lại tép tỏi á, mình xắt nhỏ. Mình khử tỏi với hành tím á, cho nó thơm lên để mình bỏ vô mình tao à, mình xào cái măng với lại cái nấm này với nhau cho nó thấm gia vị, xong rồi nữa mình bỏ vô cái nồi nước lèo. Bây giờ mình bỏ vô mình xào ha. Tô nấm thì mình đổ vô luôn nha các bạn. Rồi mình cho một muỗng canh bột nêm, muỗng canh muối và một ít tiêu. Mình xào lên cho nó thấm gia vị nha. Rồi mình xào khoảng 5 phút rồi mình tắt bếp nha. Đợi chút xíu cái gà này nó chín rồi á, thì mình lấy ra mình bắt đầu mình đổ cái thành phần này vào. Chín rồi nè. Rồi để cho nó nguội. Bây giờ mình sẽ bỏ cái củ cải trắng vô cho nước nó ngọt nha các bạn. Trong cái lúc hầm củ cải trắng á, mình sẽ bỏ vào đây một muỗng canh bột nêm. Cho vô đây một vài viên đường phèn nha, để cho nó ngọt thanh á. Và một muỗng canh nước mắm. Cho nó hầm khoảng chừng 5 phút để cho cái củ này nó ra cái nước nó ngọt nè. Rồi mình sẽ bỏ cái phần măng đó vô. Mình nấu. Trong khi mình chờ đợi á, mình sẽ làm mắm gừng. Thì đây là tỏi với ớt hồi nãy á, mình còn lại đó, cái miếng gừng với lại ớt tỏi hồi nãy mình sẽ giã nhỏ ra để mình làm mắm gừng nha. Bây giờ cho cái phần nấm với măng vô đây mình hầm luôn nha các bạn. Bây giờ nước bên này sôi rồi, mình bỏ miếng vô mình luộc ha. Chút xíu nữa mình nêm nếm lại coi nó vừa ăn chưa. Bây giờ mình để cho nó sôi đã. Ngâm nước lạnh 5 phút rồi, bây giờ mình bỏ nước sôi rồi mình bỏ vô đây mình luộc. Bây giờ mình luộc miếng trong vòng 5 phút đi. Vớt ra nước lạnh. Mình vớt bọt ra. Coi miếng của mình nè. Đó, để cho nó sôi nó ra cái nước ngọt đi, thằng mình gần xong rồi đó. Tùy theo các bạn, nếu các bạn cảm thấy nó chưa có vừa ăn á thì mình bỏ thêm tí gia vị ha. Còn mình á thì mình thấy là như vậy được rồi. Một hồi nữa lạt thì mình ăn với mắm gừng. Nhưng mà như vậy thì mình thấy nó ok nè, cái nước nó cũng ngọt lắm nè, tại mình nấu có mấy tô à. 4 tô thôi à, thành ra là nó rất là chất lượng ha. Bây giờ mình cứ để đây cho nó sôi riu riu đi rồi mình đi làm nước mắm nha. Mình đi làm nước mắm gừng. Bây giờ mình cho vào đây 3 muỗng canh đường. 4 muỗng canh nước mắm. Bốn muỗng nước. Mình quậy cho nó tan cái đường này ra. Mình dắt cái nửa lát chanh này vào ha.
Ủa với gừng với ớt á mình bỏ vô luôn ha. Nó sệt sệt nữa, ngồi nó mình chấm với gà ăn ngon lắm. Mình bỏ cái đầu hành này vô luôn ha. Cái nồi nước lèo của mình bây giờ nó đã sôi nè, nêm nếm lại lần nữa nha. Mình nấu được 20 phút rồi đó, thì bây giờ chắc là nó thấm nó ngon lắm rồi đây nè. Quá là vừa ăn rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ ra tô nha các bạn. Miếng nè, bây giờ hành ngò bỏ vô đây. Rau răm. Cái này phải có rau răm mới ngon nha các bạn, tí xíu hành tây. Rồi mình sẽ bỏ hành phi. Tí xíu tiêu. Lèo mình sẽ múc vô nhé. Bỏ hai cái đầu hành này vô luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ múc nước lèo. Nấm. Nấm với măng. Dẫn ghê chưa. À, mình chỉ có một cái chút xíu chia sẻ với các anh chị các bạn về cái cách nấu miếng măng gà với nấm. Thì đây là thành phẩm của mình, là một tô miếng rất là hấp dẫn luôn. Bốc khói. Thử một miếng coi ngon không? Rất là ngon luôn các bạn ơi. Thì mình có thể ăn kèm với lại chanh, rau thơm với giá và nước mắm gừng. Thì các bạn sẽ làm để cho gia đình mình cùng thưởng thức nha. Cái video của mình hôm nay đến đây là hết. Thì hy vọng là các bạn sẽ thích cái video của mình và làm cho gia đình cùng thưởng thức cái món là miếng măng gà với nấu với nấm. Rất đơn giản mà thơm ngon. Video của mình đến đây là hết rồi. Xin thân ái mến chào các anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại ở một cái video kế tiếp nhé.